Đại sư huynh, đa tạ huynh đã làm vậy với ta. Từ nay ta không còn thấy áy náy với huynh nữa. Đã sắp chết tới nơi rồi mà còn cuồng ngôn. Mạc tướng dự định trong lúc Dương gia phi lên múa chúc mừng giang thọ sẽ bắn ám tiễn vào người của Dương phi. Dương gia, ngài tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ rằng mạc tướng có ý đồ riêng, có ý muốn hại Dương phi. Dương gia, trước mắt kinh thành đều biết ngài và Dương phi tình cảm mặn nồng. Sau chuyện này xảy ra, chắc chắn không có ai nghi ngờ là do Dương gia làm. Cho nên Dương phi là lựa chọn tốt nhất cho kế hoạch này đó. Dương gia, Đỗ tướng quân muốn hỏi Dương gia, người ám sát Lương Dương phi trong tiệc mừng thọ sắp xếp xong chưa? Người vậy nói lại là bổn Dương tự biết sắp xếp. Dương gia, lúc đầu người cưới Dương phi chỉ là một lựa chọn bất đắc dĩ. Chẳng qua cô ấy chỉ là một con cờ của con và Đỗ tướng quân vì Ti Vũ tiểu thư. Đủ rồi. Người vậy nói với Đỗ tướng quân chuyện của Ti Vũ, bổn Dương sẽ giữ lời hứa. Lúc đầu người cưới Dương phi chỉ là một lựa chọn bất đắc dĩ. Chẳng qua cô ấy chỉ là một con cờ của con và Đỗ tướng quân. Người ám sát Lương Dương phi trong tiệc mừng thọ đã sắp xếp xong chưa? Người vậy nói lại là bổn Dương biết tự sắp xếp. Phượng Lân, huynh thấy mùi đánh cầu của tiến bộ hơn không? Đương nhiên rồi. Mùi với Tiểu Vũ
đều có tiến bộ. Ăn đi Phượng Lân, đa tạ huynh đến thăm muội. Phượng Lân, Tiêu Vũ, những tin đồn ở bên ngoài cô đừng bao giờ hiểu lầm. Tôi với Phượng Tường thật sự không có gì hết, mong cô đừng bao giờ hiểu lầm nha. Giữa cô và thái tử có chuyện gì tôi không quan tâm tới, cô cũng không cần giải thích với tôi đâu. Cô đã thu tiền tiền không biết xấu hổ, cô đã cướp đi tất cả của tôi, cướp đi Phượng Lân. Trước giờ tôi cứ nghĩ rằng người cô yêu là Phượng Tuân, thật ra là Phượng Lân, phải không? Tôi có yêu thương ai? Hình như không liên quan tới cô. Cũng đúng. Nhưng dù sao tôi mới là Dương Phi của chàng, cho dù trước giờ cô luôn yêu thương chàng ấy, tôi nghĩ cô cũng không dám thừa nhận đâu. Cô là Dương Phi của huynh ấy, huynh ấy có yêu cô không? Tất nhiên là yêu rồi. Phu thê chúng tôi đã cùng trải qua rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào với nhau, thậm chí sinh tử có nhau. Những chuyện này cô không thể nào hiểu được đâu. Quỳnh ấy yêu cô, cô đừng nằm mơ nữa. Là bất đắc dĩ Quỳnh ấy mới cưới cô thôi. Cô nghĩ Quỳnh ấy yêu cô sao? Người Quỳnh ấy yêu là tôi, là tôi. Quỳnh ấy tốt với cô, tất cả vì huynh ấy thương hại cô thôi. Xem ra cô thực sự rất yêu Phượng Lân. Đương nhiên, tôi yêu huynh ấy thì sao? Những gì tôi đã làm đều là vì huynh ấy. Để xóa đi nghi ngờ huynh ấy trong lòng Tôn Hoàng hậu, tôi đã chịu nỗi đau tương tư suốt 8 năm, còn phải giả bộ yêu thái tử. Cuối cùng thậm chí phải đi xuất gia. Còn cô đã làm được gì cho huynh ấy? Tôn Hoàng hậu luôn xem Phượng Lân là cái gai trong mắt của mình, luôn muốn diệt trừ hậu quả. Phụ thân tôi nhẫn nhục để được bảo vệ Phượng Lân suốt 8 năm, gia đình cô đã làm được gì cho huynh ấy? Cô chỉ liên lụy huynh ấy hết lần này tới lần khác. Ngoài liên lụy huynh ấy, cô đã làm được gì chứ? Huynh ấy muốn gì cần gì cô có biết không? Thái tử xuất chúng như vậy, hơn nữa lại rất bực yêu muội, nghĩ xem muội lấy thái tử có gì không tốt chứ? Nhưng mà muội không cần, vì muội đã có ý trung nhân rồi. Nguyệt Trác, muội chịu làm thái tử tha thật sao? Biên cương không giống ở kinh thành đâu, quan du cả cuộc chiến sự liên miên, ta còn mang trọng trách, ta sợ không bảo vệ được cho muội. Muội không cần huynh lo đâu, tự muội chăm sóc cho mình được rồi. Chuyện của ta đã được can thiệp vào, càng không được tự ý quyết định thay ta. Chúng ta là phu thê mà, đã là phu thê không phải nên hỗ trợ cho nhau hay sao? Thiếp chỉ muốn giúp chàng thôi. Sau này những chuyện của ta nên đừng lo. Nếu như có chuyện gì, nàng có đồng ý chết vì ta không? Không đâu, thiếp muốn cùng chàng sống tới bạc đầu.
tiểu thư, người đang nghĩ gì vậy? Sao sắc mặt lại khó coi quá? Hương Lan à, Hương Lan, tuy chúng ta là chủ tớ, nhưng ta luôn coi muội như tỉ muội ruột. Lẽ ra ta phải sớm đứng ra gả muội cho Vệ Hạo lâu rồi. Tiểu thư, cây trăm vàng này ta tặng cho muội. Cây trăm này nó quý giá lắm, muội không dám nhận. Cầm lấy đi, ta cho muội làm của hồi môn. Vậy thì chờ khi nào muội xuất giá cho cũng được mà. Muội cứ cầm lấy đi. Vệ Hạo là một nam nhân đáng để nương tựa suốt đời, muội phải biết trân trọng người đó, có hiểu không? Ừ. Tranh Nhi, ngày mai con phải chúc thọ hoàng thượng hiến vũ, con có hồi hộp không? Dạ không. Mẹ à, con có câu này muốn được hỏi mẹ. Lúc không có con và Nguyệt Khuyết ở bên cạnh, mẹ với cha đã sống cuộc sống như thế nào vậy? Thì ngày nào cũng nhớ hai con, mong hai con sớm về nhà. Nhất là cha của con cứ tỏ vẻ không sao, nhưng lại cứ hay đi đây đi đó, nghe ngóng tin tức của hai con. Ừ. Có cha ở bên mẹ cũng tốt, con có thể yên tâm rồi. Tranh Nhi, sao con lại nói như vậy? Không có, con chỉ là cảm thấy bản thân quá ích kỷ, vì Phượng Lân mà bỏ mặc cha mẹ, một lòng lên núi học nghệ, 8 năm không ở bên cạnh cha mẹ. Con đúng là một đứa con bất hiếu mà. Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi. Tranh Nhi, con bị làm sao vậy? Sao lại nói những lời này? Cha mẹ vẫn còn khỏe mà, thời gian con ở bên cha mẹ vẫn còn dài lắm. Con đã lớn như vậy, còn nhõng nhẽo. Con sợ sau này con không còn cơ hội nhõng nhẽo nữa. Tranh Nhi, rốt cuộc con bị làm sao vậy? Không sao, tại vì gần đây con hay nhớ mẹ thôi. Mẹ à, ngày mai mẹ cũng vào trong cung tham dự điển lễ mừng thọ chứ? À, không đi. Hoàng hậu nương nương dặn phái nữ chúng ta chỉ tham gia tiệc tối. Ừ, vậy cũng tốt, khỏi phải nhìn dáng vẻ ngốc của con. Con không sao. Tiệp Vũ. Cha, từ nhỏ tới lớn nữ nhi luôn rất sùng bái người, biết người làm việc cẩn mật, nhưng mà với lần này, cha, người nhất định phải cẩn thận hơn nữa. Tiệp Vũ à, con đừng có lo, cha tự biết tính toán. Tiệp Vũ, ngày mai
con chỉ cần tập trung đánh đàn cho thật tốt, những chuyện khác không cần quan tâm tới. Ừ, con biết rồi. Nữ nhi hy vọng cha có thể thành công tốt đẹp. Yên tâm đi Tiệp Vũ, cho dù là cha làm gì con thì cũng nhất định phải thành công thôi. Tám năm trôi qua rồi, có thể Lương Dương đã sớm quên con từ lâu rồi. Tóm lại, tình cảm của con dành cho huynh ấy không thay đổi đâu. Huống chi con đi lên núi học nghệ cũng để được lấy huynh ấy thôi. Nữ nhi đã xuất giá, coi như đem hạnh phúc cả đời đi đánh cược một lần. Mẹ, nữ nhi cũng đã lớn như vậy rồi, người để con tự chọn lựa hôn sự cho mình đi được không? Cho dù tương lai lỡ như mà thất bại thì lỡ như thôi, con cũng tuyệt đối sẽ không oán hận đâu. Thiếp lấy chàng là tâm nguyện từ nhỏ của thiếp. Chàng đã cho thiếp một giấc mơ thật đẹp. Trong giấc mơ đó, thiếp rất hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ mộng đã tan, thiếp đã trao trọn tất cả tình yêu của mình cho chàng. Đó là lỗi của thiếp. Nàng quên là đã hứa với ta sẽ luôn sát cánh ở bên cạnh ta, vậy thì ta mới có thể bảo vệ cho nàng. Chàng yên tâm đi, ở trong Dương phủ thiếp rất an toàn. Ngày mai mừng thọ phụ hoàng, mẹ, đại tẩu và thiếp đã cùng làm xong lễ vật mừng thọ. Ngày mai chàng đem lễ vật đó tặng cho phụ hoàng để bày tỏ lòng hiếu thảo của chàng. Lòng hiếu thảo của hai chúng ta. Phượng Lân, ừ? Chàng có tin tình yêu sét đánh không? Thiệt tin lắm. Chàng tin sống chung có tình cảm không? Ta tin chứ. Thiếp cũng tin nữa. Vậy chàng có tin tình yêu sẽ thiên trường địa cửu không? Ta tin chứ. Nhưng mà thiếp không tin. Sao nàng lại nói như vậy? Đứa con chưa kịp ra đời của chúng ta, nhất định nó sẽ giống như chàng khôi ngô tuấn tú. Giống như nàng mới tốt, tuyệt thế vô song. Nếu như chúng ta là một đôi phu thê bình thường, không chừng sẽ có con cái đầy đàn. Nếu được như vậy, chàng săn bắn canh tác,
thiệp nuôi gà theo thua. Con cái sẽ vui vẻ quay quần bên cạnh chúng ta. Tuy rằng không có vinh hoa phú quý, nhưng cả nhà sẽ hạnh phúc sum vầy. Nếu là ước mơ của nàng, ta nhất định sẽ thực hiện cho nàng. Đa tạ chàng đã nói như vậy. Kính chúc Ngô Hoàng thọ mãi thiên thu, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ dự thiên tề, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Trung khanh bình thân, tạ ơn hoàng thượng. Phụ hoàng, vi thần kính dân viên dạ Minh Châu đến từ đất Quy Từ, chúc phụ hoàng long thể an khang, phúc thọ vô cương. Tốt, tốt. Tuần Nhi, con giúp trẫm chăm lo việc triều chính, coi như tặng trẫm món lễ được tốt nhất rồi. Hoàng thượng, trẫm không sao. Lân Nhi, có nhi thần. Nghe Nguyệt Tranh nói con có một lễ vật rất đặc biệt muốn dâng tặng trẫm. Phụ hoàng, bách thọ đồ này chính tay Nguyệt Tranh thêu, thơ trên nền vải gấm, mong phụ hoàng bách thọ an khang, tùng hạt trường thanh. Tốt, tốt. Lân Nhi, phu thê các con hiếu thảo đáng khen, trẫm thật sự vui mừng. Nguyệt Tranh, không phải con đã chuẩn bị vũ vạn thọ để chúc thọ cho trẫm sao? Trẫm đang rất háo hức muốn thưởng thức đây. Hoàng thượng, Ti Vũ và Nguyệt Tranh đã chuẩn bị xong hết rồi. Tốt. Chúng Ai Khanh, hãy cùng thưởng thức chung vui với trẫm. Tạ ơn hoàng thượng. Sao Dương gia lại điều huynh trở về đây? Dạo này kinh thành xảy ra nhiều chuyện, Dương gia lo ngại có chuyện bất trắc, cho nên đều tôi về kinh chuẩn bị chiêu diện. Chúng tôi qua đó trước. Nè, truyền lương Dương phi hiến vũ. Hay, hay lắm. Mời.
Hay quá. Quyệt Trinh, tại sao lại như vậy? Quyệt Trinh của cha, Trinh Nhi à, Quyệt Trinh, còn phải cố gắng ráng chịu một chút Trinh Nhi à. Trinh Nhi, nàng không được chết. Không, không, Trinh Nhi à, Trinh Nhi. Sao lại thành ra như vậy? Trinh Nhi của cha, Trinh Nhi, Trinh Nhi.
hoàng thượng. Uống chén trà xong cho bớt hoảng sợ. Hoàng thượng, di thần cứu gia bất lực khiến hoàng thượng bị hoảng sợ, xin hoàng thượng giáng tội. Xin hoàng thượng giáng tội. Đứng lên đi rồi nói. Tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng, thái tử nhất định là bởi vì hoàng thượng tạm hoãn chuyện thừa kế ngôi vị, lo sợ hoàng thượng sẽ thay đổi ý định, cho nên không chờ đợi được mới làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như hôm nay. Thần xin hoàng thượng lập tức phế truất thái tử, lập trữ quân khác. Hoàng thượng tuyệt đối không thể, gian lần không thể được. Thái tử nhất định là bị... Hoàng thượng, thần xin hoàng thượng phế truất thái tử, lập trữ quân khác. Thần xin hoàng thượng phế truất thái tử, lập trữ quân khác. Thần xin hoàng thượng phế truất thái tử lập trữ quân khác. Tranh Nhi, con tỉnh lại đi. Tranh Nhi. Tranh Nhi. Thần xin hoàng thượng phế truất thái tử lập trữ quân khác. Di Khải cha như vậy, đại nghịch bất đạo như vậy, nhất định là kẻ gian hãm hại. Xin hoàng thượng minh xét. Hoàng thượng, thái tử tánh tình đôn hậu, sự cố lần này chắc chắn không phải thái tử làm. Hơn nữa thì về trong cung không thuộc thái tử quản thúc, thì sao thái tử có thể bao che thích khách đột nhập vào cung? Còn rất nhiều nghi điểm cần phải làm rõ. Xin hoàng thượng suy xét. Chính miệng thích khách đã khai ra, lẽ nào còn giả được sao? Dựa vào lời của thích khách không thể tin được. Đã là một người sắp chết nói dối làm gì chứ? Lẽ nào quốc cửu còn chưa hiểu sao? Nói không bằng chứng làm sao tin được. Bây giờ chuyện cấp bách nhất là phải tìm đồng bọn của thích khách nghiêm hình tra hỏi, tìm ra chân tướng. Sự thật đã bày ra trước mắt rồi, còn điều tra làm gì? Ngài còn nói. Im đi. Thẩm công công, nhiều hoàng hậu về cung trước. Dạ. Đương đương. Hoàng thượng, Tuần Nhi là bị người ta dụ hoàng. Hoàng thượng, hãy bấm hoàng thượng. Thái tử nhiều lần gây họa, bây giờ lại còn to gan hành thích, không phế thái tử khó lòng phục chúng. Đỗ Chi An, im miệng đi. Đỗ tướng quân, chuyện này trẫm giao cho khanh điều tra làm rõ, tạm thời giam thái tử vào đại lao. Hoàng thượng. Tiểu sư phụ, vết thương của Tranh Nhi thế nào? Tình trạng của nó vô cùng nghiêm trọng, vết thương nằm quá gần vùng tim. Tiểu sư phụ cũng không dám chắc chắn có cứu được hay không. Nếu có nhị sư huynh thì tốt quá rồi. Y thuật của huynh ấy cao minh, chắc là có khả năng cứu sống được Tranh Nhi. Nhạc phụ, nhạc mẫu cũng tại con không tốt, con không bảo vệ được Tranh Nhi, hại Tranh Nhi bị thương nặng như vậy. Chuyện này không trách con được. Đứng lên đi. Đã là ám tiện khó tránh. Tranh Nhi chỉ muốn đỡ ám tiện cho hoàng thượng nên mới bị thương. Để không phải trách nhiệm của con, con đừng tự trách mình nữa.
tiểu sư phụ, xin người cho dù thế nào, cho dù thế nào cũng phải cứu Tranh Nhi tỉnh lại. Dương gia, hoàng thượng lòng thể bất an, xin dương gia mau chóng về cung. Nương nương, hoàng thượng đã nghỉ ngơi rồi. Lui ra. Dạ. Hoàng thượng, hoàng hậu, thần thiếp biết hoàng thượng khó ngủ nên đặc biệt kêu thái y kê đơn thuốc an thần tĩnh tâm, mong hoàng thượng có thể ngủ yên giấc. Tuần Nhi sao rồi? Tuần Nhi biết mình trong sạch nên vẫn ở trong đại lao chờ kết quả. Là trẫm đã đoán sai tình hình, trẫm không ngờ là bọn họ lại ra tay sớm tới như vậy. Sống với nhau bao nhiêu năm nay, tới bây giờ nàng cũng không thể hiểu được ta. Tất nhiên ta tin tưởng Tuần Nhi, nhưng mà ta không ngờ nàng lại hạ độc thủ với ta. Hoàng thượng, thần thiếp cũng vì tình thế bắt buộc, nếu hoàng thượng sớm cho Tuần Nhi đăng cơ, chúng ta cũng không cần phải đi tới bước đường này. Nàng cũng quá hấp tấp rồi. Trẫm dự tính là ngày hôm nay truyền ngôi cho Tuần Nhi, nhưng mà chuyện quá bất ngờ. Trẫm cũng là vì bảo vệ cho Tuần Nhi. Hoàng thượng, chỉ muốn tranh thủ thời gian chờ mọi chuyện yên ắng, nhưng mà nàng lại không cho ta thêm thời gian nào. Thiếp là một người mẹ, thiếp chỉ đành lựa chọn cho Tuần Nhi lập tức lên ngôi thì mới bảo vệ được nó. Nàng Ngọc,
tránh ra. Hoàng thượng đang giờ nghỉ ngơi, các ngươi định vào làm gì đây? Tô Quốc Trung, ngài tự ý điều động binh mã bao vây tẩm cung của hoàng thượng, quả nhiên là muốn giúp thái tử tạo phản. Trình ra mau! Tạo phản rồi, tạo phản rồi. Các người muốn làm gì? Muốn tạo phản hả? Muốn làm gì? Hoàng thượng! Nương! Nương! Phu Hoàng! Phu Hoàng! Phu Hoàng! Lần nhị! Phu Hoàng! Phu Hoàng! Di thần đã cứu giá chậm trễ! Phu Hoàng! Người sao vậy? Phu Hoàng! Bà đã hạ độc. Bà dám hạ độc phụ hoàng của ta? Ta phải giết chết bà! Lần nhi, dừng tại. Nương nương, người thân là hoàng hậu, dám hạ độc hoàng thượng, mưu đồ chiếm ngôi, không hổ thẹn với hoàng thượng hay sao? Phải, là ta ngu. Ta tính toán kế hoạch thực hiện từng bước, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn rơi vào cái bẫy giăng sẵn của lão hồ ly ngươi. Trăm sai ngàn sai đều là lỗi của thần thiếp, là thiếp có lỗi với hoàng thượng, làm hại tới Tuần Nhi. Hoàng hậu, hoàng hậu, hoàng hậu. Phụ hoàng, phụ hoàng ráng lên, phụ hoàng ráng lên. Đội tướng quân, báo cho truyền thái y. Dạ. Phụ hoàng, phụ hoàng. Lần nhi, con ở đây, con ở đây, con ở đây. Con có hận phụ hoàng không? Trẫm đúng là một người cha quá thất bại mà. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho cha con ta phải đi tới bước đường như ngày hôm nay hả? Nếu như 8 năm trước
người có thể tin tưởng con thì làm gì có ngày nay. Lần gì con quán hưởng phụ hoàng tới như vậy? Con không hận, mà ngược lại, trước giờ con luôn mong được sự thương yêu của phụ hoàng. Nhưng trong mắt của phụ hoàng chỉ có Phượng Tuần. Giống như phụ hoàng vì tôn hoàng hậu lạnh lùng với mẫu hậu của con vậy. Người sủng ái tôn hoàng hậu nên mới khiến cho mẫu hậu con ấm ức mà chết. Người phong Phượng Tuần làm thái tử rồi bỏ con lưu lạc ra Bắc Cương. Con đã từng thề, con không thể để cho bi kịch của mẫu hậu tái diễn lên trên người con. Lần nhi, con cũng là hài nhi của ta, làm sao phụ hoàng không thương con? Mẫu hậu con uất ức mà chết cũng tại trẫm quá sơ suất. Nhưng còn phụ hoàng phái con ra tận Bắc Cương cũng vì phụ hoàng muốn bảo vệ con, để con tránh khỏi đấu đá trong triều, được sống thật an nhàn, để con được rèn luyện thêm. Rèn luyện? Phụ hoàng thực sự chỉ muốn rèn luyện con sao? Tôn hoàng hậu coi con như cái gai trong mắt, phụ hoàng liền đưa con tới Bắc Cương. Thật ra là vì sợ một đứa thừa tài như con cản trở gia đình ba người của phụ hoàng sống vui vẻ, nên con đã bị phụ hoàng đem bỏ rơi. 8 năm đó, người có biết là Nhi Thần đã sống như thế nào không? Lần gì phụ hoàng đã quá lơ là, phụ hoàng thật không thể ngờ rằng con lại hiểu lầm phụ hoàng nhiều tới như vậy. Trẫm có lỗi với con, trẫm xin lỗi đã khiến cho lòng con tràn đầy thù hận. Nhưng mà cả đời trẫm đều muốn hòa giải sự xung đột giữa con và tôn hoàng hậu, nhưng mà từ đầu đã là một sự thất bại rồi. Nàng ấy hạ độc ta, thuốc chết ta, cả con cũng muốn lấy mạng ta. Con không có. Trước giờ con chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy mạng của phụ hoàng. Người biết con yêu Tranh Nhi rất nhiều, con tại hy sinh nàng ấy cũng không muốn làm hại phụ hoàng. Phụ hoàng, con muốn lấy lại ngôi vị thái tử đáng lẽ thuộc về con, chỉ để hoàn thành di nguyện của mẫu hậu thôi. Di nguyện? Trước giờ phụ hoàng chưa từng nghe mẫu hậu của con nói là muốn lập con làm thái tử. Hơn nữa, mẫu hậu của con hiền lương thục đức, nàng ấy tuyệt đối sẽ không để con làm ra những chuyện rối loạn triều cương như vậy đâu. Lần gì phụ hoàng xin con bảo vệ thái tử nó. Con ta.
Điện hạ. Quốc cử. Điện hạ. Như vậy là mau chóng theo thần tới tẩm cung của hoàng thượng. Ta không đi đâu hết, trừ khi phụ hoàng chứng minh là ta trong sạch. Điện hạ, đây là âm mưu tạo phản của Lương Dương và Đỗ tướng quân bọn họ. Ngài không chịu rời khỏi nơi này sẽ khó giữ tính mạng. Đi mau. Điện hạ. Điện hạ. Điện hạ. Có chuyện gì? Nói. Nương nương. Nương nương đập đầu tự tử rồi. Mẫu hậu. Mẫu hậu. Ta đi tìm mẫu hậu. Ta phải đi tìm mẫu hậu. Điện hạ. Điện hạ. Điện hạ. Đội tướng quân đang dẫn người tới đây để giết người đó. Mau chạy đi. Mau chạy đi. Đi mau. Chạy đi. Người đâu? Mau ra đây. Chạy. Mau. Bắt lấy thái tử. Bảo vệ thái tử. Điện hạ, đi thôi. Đi. Bên này, đi. Điện hạ, Lương Dương và Đỗ tướng quân chắc chắn sẽ dốc sức truy sát điện hạ. Chúng ta chia ra hai đường trốn đi. Trốn đi? Tại sao phải trốn chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao họ lại muốn giết ta? Điện hạ. Điện hạ muốn đi đâu nữa? Ta phải đi gặp phụ hoàng. Ta phải hỏi cho rõ ràng. Điện hạ. Thần nghĩ giờ này hoàng thượng cũng đã băng hà rồi. Cái gì? Điện hạ, lúc nãy nô tài nhìn thấy hoàng thượng ói rất nhiều máu. Điện hạ, tất cả đều là quỷ kế của Lương Dương và Đỗ tướng quân. Bọn họ chỉ muốn hại điện hạ, muốn hoàng thượng phế thái tử, lập Lương Dương lên. Hoàng thượng không chịu, cho nên họ mới ra tay bức vua. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tha cho điện hạ đâu. Bọn họ muốn hoàng gì? Ta cho họ là được rồi. Tại sao phải truy cùng giết tận ta chứ? Điện hạ, mẫu hậu ngài vì muốn bảo vệ ngài, bảo vệ hoàng vị cho điện hạ nên mới chết. Ngài nhất định phải quay về trả thù. Bây giờ triều đình cũng đã bị Đỗ Chí An khống chế. Điện hạ không đi khó giữ tánh mạng. Thần nghĩ cách đánh lạc hướng bọn chúng. Hương công công, ông nhất định phải bảo vệ cho thái tử. Cô cô, hãy hứa với con, nhất định phải bình an trở về. Thần biết rồi. Mọi người chia nhau ra tìm, phải bắt sống cho được thái tử. Rõ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Xuống dưới tìm cho ta. Tuân lệnh.
Điện hả? Mau cho đi Điện hả? Điện hả? Điện hả? Điện hả? Không chạy nổi nữa. Không chạy nổi nữa đâu. Điện hả? Nhân lúc bây giờ chưa ai đuổi tới. Điện hạ nghỉ một lát, uống chút nước. Điện hạ nghỉ không chút chạy đi nổi nữa. Nè, uống nước đi Điện hạ. Từ từ thôi Điện hạ. Ta liều mạng với người. Biệt biết Phương Tuấn, máu hậu huynh hạ độc hoàng thượng, đội tướng quân nhất định không buông tha cho huynh. Huynh hãy mau đi đi, đừng trở về đây nữa. Huynh nói bậy, ta không tin. Mẫu hậu không thể nào hạ độc phụ hoàng được. Là chính mắt tôi nhìn thấy mẫu hậu huynh bị thất bại nên đập đầu tự tử. Tôi không gạt huynh đâu. Ta không tin đâu, ta không tin đâu. Nhất định là mẫu hậu ta bị bọn họ bức chết. Bây giờ tôi không có thời gian để bàn chuyện này với huynh. Tạm thời tôi cho binh sĩ tản ra, hai người cứ đi về hướng Tây Bắc. Nhớ kỹ, đừng bao giờ quay lại. Đi đi. Điện hả? Đi đi. Điện hả? Đi thôi Điện hả. Điện hả? Nhớ kỹ, đừng bao giờ quay lại nữa. Ta nhất định sẽ quay trở lại. Điện hả? Đi mau đi. Đi. Hãy bấm dừng nhà. Suốt đêm qua truy bắt, tội thần Tôn Quốc Trung không rõ tung tích. Phương Tuân nhảy xuống vực sâu, sống chết chưa rõ. Mặt tướng đã cho truy nã toàn quốc. Tướng quân vất vả rồi. Chư vị, hãy nghe cho rõ đi. Tiệc mừng thọ đêm qua, thái tử hành thích hoàng thượng bất thành, sau đó hạ độc thủ giết chết hoàng thượng. Ta nhất định bắt cho bằng được kẻ ngỗ nghịch giết hại cha này, đem về quy án để an ủi vong linh hoàng thượng trên trời. Tướng quân, hoàng thượng băng hà, nước không thể một ngày không vua. Thần xin đề nghị sách lập Lương Dương lên ngôi. Được. Lương Dương văn tài võ lực, tài giỏi hơn người, là con trưởng của hoàng thượng, cho nên Lương Dương hoàn toàn xứng đáng. Ủng hộ Lương Dương đăng cơ bồi báo. Ủng hộ Lương Dương đăng cơ bồi báo. Ủng hộ Lương Dương đăng cơ bồi báo. Cung thịnh thánh thượng đăng cơ hoàng vị. Con và Phương Tuân đều là hài nhi của trẫm. Ở trong lòng trẫm không phân cao thấp. Hy vọng con có thể hiểu tất cả những gì mà phụ hoàng làm đều là vì bảo vệ cho con. Hoàng huynh, lát nữa đại năng nỉ phụ hoàng mẫu hậu cho họ hết giận rồi sẽ không sao đâu. Phụ hoàng, mẫu hậu. Phải đó. Phải rồi. Bây giờ họ là phụ hoàng mẫu hậu của đệ,
Còn một người thừa thải như ta không cần để lo. Nhị hoàng tử, nhị hoàng tử, người có làm sao không? Nè đệ có sao không? Đệ không sao hoàng huynh. Sau này huynh đừng nói những lời như vậy nữa. Dù phụ hoàng có sách đặt ai làm hoàng hậu, chúng ta vẫn mãi mãi là huynh đệ. Huynh mãi mãi là ca ca tốt của đệ. Cùng chúc ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cùng chúc ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mẫu hậu, con đã hoàn thành tâm nguyện của người, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Phụ hoàng băng hà, Tranh Nhi không biết sống chết, Phượng Lân không rõ tung tích. Để đoạt được ngôi vị, con đã làm hại nhiều người như vậy. Con làm như vậy có đáng không? Mẫu hậu con lúc sinh thời lo lắng nhất chính là con đó. Người thường xuyên căn dặn mặt tướng phải cố hết sức phò trợ đại hoàng tử người ngồi lên ngôi vị thái tử. Trước giờ phụ hoàng chưa bao giờ nghe mẫu hậu con nói rằng nàng muốn lập con làm thái tử. Hơn nữa, mẫu hậu của con là người hiền lương thục đức, nàng ấy sẽ không để con làm những chuyện rối loạn triều cương như vậy đâu. Mẫu hậu, giữa phụ hoàng và Độ Chí An, người nào đang gạt con? Người ở trên trời linh thiêng có thể nói cho con biết được không? Phu nhân, người đừng quá lo lắng, con tin là tiểu thư sẽ mau chóng tỉnh lại thôi. Cú này ta đánh thay cho Nguyệt Tranh. Cú này là đánh thay cho Phương Tuần. Thay cho cha mẹ ta. Đừng đánh nữa, Quyết Quyết, đừng đánh nữa. Con phải đánh người vô tình vô nghĩa này. Hắn hứa với con tuyệt đối sẽ không làm hại Nguyệt Tranh. Cuối cùng thì sao? Phượng Tuần đối với hoàng huynh tình thâm nghĩa trọng, vậy mà hắn ích kỷ đi đoạt tranh ngôi vị, hắn có tư cách gì làm hoàng thượng chứ? Chửi hay lắm. Nhạc phụ, nhạc mẫu, đừng gọi như vậy, chúng tôi không nhận đâu. Trước giờ thần tin tưởng người, bản tính hiền lành, với tiên hoàng hiếu thảo kính trọng, với thái tử nhường nhịn yêu thương. Nhưng không ngờ người lại làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, để thỏa mãn giả tâm của bản thân mình, làm cho triều đình rối loạn không yên. Người không hổ thẹn với tiên hoàng sao? Không hổ thẹn với lê dân bá tánh sao?
Con có lỗi. Có lỗi với Tranh Nhi. Nếu như người cảm thấy có chút ấy nấy đối với Nguyên gia chúng tôi thì tha cho chúng tôi. Đừng tới đây tìm Tranh Nhi nữa. Tiểu sư phụ, người có thể nói cho con biết tình trạng của Tranh Nhi bây giờ đã sao không? Giờ nó vẫn chưa tỉnh lại. Con yên tâm, ta sẽ chăm sóc nó. Lão gia, cuối cùng ông cũng trở về bình an. Chúc mừng phụ thân đạt được ước nguyện. Đây chẳng qua là thành công bước đầu thôi. Tính tới ngày ta nắm được đại quyền, vẫn còn một đoạn nữa. Chúng ta chưa thể nào lơ là được đâu. Chúc mừng lão gia, mời dùng trà. Tốt. Lão gia, bây giờ đại sự đã thành, có phải nên hối thúc hoàng thượng nghênh đón Tiên Vũ vào cung không? Mẹ, Tiên Hoàng Băng Hà theo lễ chế phải để tang 3 năm. Phượng Lân có lấy cớ kéo dài không? Không cần lo nghĩ chuyện đó. Theo tập tục dân gian, nếu mau chóng kết hôn trong vòng 100 ngày sẽ không bị người ta dị nghị. Lão gia, chuyện này ông nhất định phải tính toán cho Tiên Vũ. Cứ yên tâm đi, lão phu tự biết sắp xếp. Phượng Lân, thiếp quyết định sẽ tác thành cho chàng. Nhưng không biết quyết định này của thiếp có thật sự giúp cho chàng vui vẻ không? Dù sao đi nữa, vẫn nên đa tạ chàng đã cho thiếp cơ hội làm tròn giấc mộng. Dù là giả, nhưng cũng từng có lúc hứa hẹn bên nhau tới già. Ngày này rồi cũng tới, mộng rồi cũng tới lúc tỉnh lại. Thật lòng hy vọng chàng và Ti Vũ có thể bên nhau hạnh phúc. Lần tranh đoạt này kết quả sẽ ra sao thiếp mãi mãi cũng không biết được, nhưng thiếp vẫn thầm hy vọng chàng có thể được như ý nguyện, sống thật tốt. Tất cả những thứ kia hãy để một mình thiếp gánh chịu đi. Thiếp chỉ xin chàng lúc đó hãy tha cho Phượng Tuần. Như vậy trên đường xuống suối vàng, thiếp cũng được yên tâm đôi chút. Mẫu hậu còn sống từng nói với huynh, hy vọng sau này huynh cưới được một nữ nhân có 1 không 2 trên đời. Muội lên núi học nghề 8 năm, chính vì muốn thành nữ nhân có 1 không 2 trên đời. Huynh yên tâm, dù chúng ta bên nhau có gặp phải chuyện gì, muội cũng cam tâm tình nguyện cùng huynh đi tới già. Trên gì? Sao nàng lại ngốc như vậy? Sao ta nỡ để cho nàng chết vì ta chứ? Phu nhân, hoàng thượng ở bên ngoài đã đứng hơn 1 canh giờ rồi. Thank you.
Nhạc mẫu, người cho con gặp Thanh Nhi đi. Bây giờ người gặp nó còn có ích gì? Con biết con sai rồi. Con chỉ muốn nhìn nàng ấy, nhìn xong con lập tức đi ngay, có được không? Bây giờ Thanh Nhi đối với người mà nói không còn giá trị lợi dụng nữa, người gặp nó có ích gì? Người hãy về đi. Con xin lỗi, con đã lợi dụng Thanh Nhi. Nhưng mà con không có ý muốn hại chết Thanh Nhi. Con làm như vậy, con làm như vậy vì muốn hoàn thành di nguyện của mẫu thân con. Hồ đồ, mẫu hậu người sao có thể trước lúc lâm chung còn bắt người mạo hiểm soán dị, hiếu tuệ hoàng hậu, yêu phụ hoàng của người như vậy? Sao có thể bắt người làm chuyện trái với ý nguyện của phụ hoàng người, làm hại tới phụ hoàng người? Ta tin di nguyện của mẫu hậu người là hy vọng người có thể bình an lớn lên. Hoàng thượng, xin người đừng có uống nữa. Ta thật sự không thể ngờ được, thì ra từ nhỏ tới lớn ta vẫn luôn sống trong những lời nói dối của Đỗ Chí An. Ngay cả ta cũng không thể tha thứ cho mình, thì tại sao ta có thể mong chờ người khác tha thứ được chứ? Nguyệt Khuyết trách mắng rất đúng, ta thật sự không có tư cách để làm hoàng thượng. Hoàng thượng, cho dù đã sai, chúng ta cũng không còn đường lui. Chỉ có cách người giữ vững giang sơn này thì mới có thể ăn nói với tiên hoàng ở trên trời. Điện hạ, điện hạ, điện hạ, điện hạ, điện hạ, người có sao không vậy? Điện hạ, hay là nhân lúc trời tối đi luôn đi. Đi. Ta không đi. Còn đường nào để đi nữa? Ta còn biết đi đâu nữa đây? Điện hạ, người nhất định phải lấy lại tinh thần, như vậy mới có thể trả thù cho tiên hậu. Mẫu hậu ta luôn nhắc ta đề phòng Phượng Lân, nhưng ta không để ý. Điều tại ta, ta làm hại phụ hoàng cho mẫu hậu, ta đúng là đồ bất hiếu mà. Điện hạ, điện hạ, điện hạ, cũng không biết bây giờ quốc cửu ta thế nào. Quốc cửu? Chị e là quốc cửu cũng đã. Phượng Lân, người hại ta cửa nát nhà tan, ta nhất định không tha cho ngươi. Điện hạ, điện hạ, không thể đi. Điện hạ, buông ta ra. Điện hạ, trước mắt phải bảo toàn tính mạng, không thể quay lại được đâu. Điện hạ, không thể quay lại đó nữa đâu. Điện hạ, điện hạ, điện hạ. Điện hạ, tôn hoàng hậu và thái tử âm mưu cướp ngôi, sai thích khách đi bức cung, ngộ thương Lương Dương Phi. Lương Dương Phi nguy hiểm tính mạng. Hoàng thượng băng hà,
Lương Dương kế thừa đại thống. Lương Dương kế thừa đại thống. Nói ta biết, năm đó là ai đã đưa đứa nhỏ đó đi học nghề? Đó. Thì ra chữ Đỗ mà Trương Thất nói lúc đó chính là chỉ Đỗ Chí An. Ta thật đáng chết, vậy mà lại không thể nghĩ ra để nhắc nhở hoàng thượng đề phòng cẩu thật. Hoàng thượng, lão thần sai rồi. Lão thần hổ thẹn với hoàng thượng. Cha. Cha, trên cáo thì nói hoàng hậu chịu tội, thái tử và quốc cửu không thấy tung tích, không rõ sống chết. Triều đình truyền lệnh trong cả nước phải bắt bọn họ về quy án. Dần gì, cha phải mau chóng trở về kinh thành tìm cho ra thái tử bảo vệ cho tốt, còn canh giữ biên quan đề phòng quân địch tập kích. Dạ. Điện hạ, thì vậy đi hết rồi, điện hạ mau ra ngoài đi. Điện hạ. Đi. Dạ. Ta phải làm thế nào mới có lại được tình yêu của Tranh Nhi đây? Đừng nghe ta nói đi. Ngươi còn gì để nói? Người đâu? Có thích khách, mau hộ giá. Người đâu? Có thích khách, mau hộ giá. Người đâu? Điện hạ, chạy mau. Đừng giết nó. Phương Tuân hành thích hoàng thượng, không thể tha tội, theo quốc pháp nên xử trảm. Thần khẩn xin hoàng thượng nể tình huynh đệ ruột thịt, bao dung rộng lượng, tha cho Phương Tuân. Dương Thượng Thư âm mưu xoán ngôi, làm loạn triều đình, thích sát hoàng thượng không xử trảm, quốc pháp ở đâu? Chúng thần khẩn xin hoàng thượng nghiêm trị tội phạm Phương Tuân. Chúng thần khẩn xin hoàng thượng khai ân. Tể tướng đại nhân, khanh nghĩ phải nên làm thế nào? Hồi hoàng thượng, Phương Tuân là khâm phạm triều đình, nhưng vẫn không biết hối cải, thích sát hoàng thượng. Nếu theo quốc pháp nên bị xử trảm. Hoàng thượng, hôm đó nội đông quan gặp nguy,
chính nhờ Phượng Tuần ra tay giúp đỡ mới giải nguy được. Khẩn xin Hoàng thượng rộng lượng khai ân, cho Phượng Tuần cơ hội ăn năn hối cải. Hoàng thượng, công lao không bằng tội lỗi. Nguyên tướng quân phạm tội tày trời không nghiêm trị, như vậy tức là coi thường quốc pháp. Hoàng thượng làm sao cai quản triều đình, quần thần ba tánh sao có thể nghe lời hoàng thượng được chứ? Chúng thần khẩn xin hoàng thượng trị Phượng Tuần tội chết. Xin hoàng thượng phán quyết. Được, bây giờ quần thần đều có ý này. Giờ ngọ ngày mai chém đầu thị chúng. Anh Hoàng Minh dữ vậy? Người lớn, trời cha, cha thì là đáng là đóng đáng mà. Cả cha mình cũng dám giết, cha mình cũng dám giết, phải là con quỷ ác quá mà đóng đáng vậy? Cha mình cũng dám giết, không phải con người mẫu là người mẫu. Cái này chứ không phải là con thầy. Sao mày dám giết cha như vậy? Đúng quá mà. Chém mình đúng đáng. Không phải con người cha. Giết chết cha của mình á. Đúng là không phải con người mà. Sao có thể giết cha? Đúng là đáng chết. Đúng rồi. Cha đã giết cha. Tiền đạo của tôi bị quan mà. Mọi người đừng cho quan cho điện ngã. Tiền hoàng không phải cho điện ngã giết đâu. Điều độc ác tàn nhẫn không phải con người mà. Mày con quá mà. Chết là người không dám giết nữa. Mau đại nhân, đại nhân, cầu xin ngài cho chúng tôi tiễn thái tử lần cuối cùng đi. Các người nhanh lên. Đại nhân, điện hạ, cho bọn thảo dân chải tóc cho người. Cảm động quá. Điện hạ, cả nhà của muội đều tin người vô tội. Điện hạ, điện hạ đã cứu giúp bọn thảo dân. Bọn thảo dân chỉ có thể trả ơn người một mình, một mình rượu thôi. Tôi buồn quá. Điện hạ, người tốt như vậy mà. Ta sẽ không quên ân tình của các người. Điện hạ, đi thôi, đã tới giờ rồi, xuất phát. Điện hạ, kiếp sau tiểu nhân vẫn muốn hầu hạ người. Được, kiếp sau chúng ta gặp lại. Đã tới giờ rồi, hành hình.
Sao rồi? Phương Tuần được cứu. Không biết là ai nhanh hơn thần một bước. Ai đã cứu? Thần dẫn theo người đuổi theo, nhưng đám người đó đột nhiên mất tung tích, hơn nữa không để lại manh mối gì. Xem ra thì họ là đám binh sĩ được huấn luyện lâu năm. Quan Thượng nghĩ, có phải là Đỗ Chí An không? Hắn ta phái người cứu Phương Tuần, bồi dưỡng Phương Tuần thành một con bù nhìn mới. Không thể nào, Phương Tuần sẽ không hợp tác với hắn. Nhưng ở trong lòng Phương Tuần đầy hận thù, nói không chừng sẽ hợp tác. Hy vọng Phương Tuần không bị thù hận che mất tâm trí. Nhưng bây giờ chuyện khiến cho Trầm yên tâm nhất đó là Phương Tuần đã bình an. À phải rồi, Nguyệt Tranh tới đây xin người tha cho Phương Tuần. Tại sao người không giải thích cho nó hiểu? Bây giờ Nguyệt Tranh hiểu lầm Trầm rất sâu sắc. Cho dù Trầm có giải thích thế nào, nàng cũng chưa chắc tin. Vết nứt của Trầm và nàng ấy, hãy để thời gian từ từ giá lại. Nghe nói nương nương bị thương rất nặng, thiếp muốn vào cung thăm nương nương, nhưng sợ làm phiền quấy rầy nương nương, nên hôm nay tới thăm, rất mong nương nương lượng thứ. Vết thương của ta sắp lành rồi, đa tạ cô quan tâm. Chuyện lần này đúng là hoàng thượng để người thiệt thòi. Thiếp biết bây giờ hoàng thượng cảm thấy áy náy với người, cho người làm hoàng hậu là cũng để bù đắp cho người. Nương nương, thiếp sắp vào cung rồi, hy vọng sau này hai chúng ta có thể bỏ qua hiềm khích, chung sống vui vẻ, để hoàng thượng không lo lắng phiền muộn. Như vậy mới là phúc của hoàng thất. Ti Vũ, thật ra cô thiệt thòi hơn ta. Đáng lẽ ngôi vị hoàng hậu phải thuộc về cô mới đúng. Lương Dương Phi đã chết rồi, sau này trách nhiệm chăm sóc cho Phượng Lân sẽ giao cho cô.
Hoàng hậu nương nương đừng nói như vậy. Người hoàng thượng quan tâm nhất là người. Nếu người không tha thứ cho hoàng thượng, sao hoàng thượng có thể yên tâm lo liệu quốc gia đại sự, tạo phúc cho dân? Truy nã. Người đứng lại coi. Đi. Gì? Người. Trời ơi, đi chỗ khác đi. Môn Trang Bắc Phúc. Tể tướng đại nhân, ngài đang làm gì ở đây vậy? Xin nguyên học sĩ lượng thứ. Khâm Phạm Phượng Tuần được người ta cứu ở hình trường. Triều đình đang lục soát khắp kinh thành. Bổn tướng cũng là phụng khẩu dụ của hoàng thượng tới quý phủ lục soát thôi. Nguyên học sĩ và Phượng Tuần từ nhỏ thân thiết, trong triều đình cũng bên việc Phượng Tuần nhiều lần, nên dễ khiến người khác nghi ngờ. Ngay cả hoàng thượng cũng còn nghi ngờ ông. Bổn tướng phụng lệnh tới đây tìm kiếm lục soát là để chứng minh nguyên học sĩ đây vô tội. Tốt, Nguyệt Khuyết làm rất tốt. Nếu ta là nó, lúc ta ở trong triều đình, ta cũng bảo vệ nhị hoàng tử. Nguyệt Khuyết quả nhiên là con trai ngoan của ta. Xem ra các ngươi đã có ý phản rồi. Được, nguyên học sĩ, vậy bổn tướng sẽ đắc tội với ông rồi. Người đâu, lục soát mau. Các ngươi lão gia, với hạng người này không nên tức giận. Đỗ Chí An hôm nay hống hách như vậy, e rằng ngai vàng của người đó ngồi sẽ không được yên đâu. Là do hắn ta tự chuốc lấy. Trinh Nhi, nàng thấy đó, Trầm đã kêu người đêm qua mà nàng thích nhất là hoa hương châu tới đây trồng. Bọn họ trồng ở đây để cho nàng có thể ngắm hoa mọi lúc. Trinh Nhi, Trầm nhớ trước đây nàng nói nàng muốn cùng với Trầm tới một nơi xa sống tới cuối đời. Tuy rằng bây giờ Trầm không hoàn thành tâm nguyện của nàng, nhưng mà Trầm vẫn hy vọng những cây hoa hương châu này luôn ở bên cạnh hai chúng ta. Hoa này và người không có ý nghĩa gì với thiếp. Không sao đâu, Trầm tin Trinh Nhi của Trầm sẽ trở về. Chủ tướng quân. Ừ. Tể tướng đại nhân, sao ngài lại tới đây? Chủ tướng quân, mới có mấy ngày đáp về Nam Đông Quan, bổn tướng thấy rất buồn, cho nên bổn tướng cho dù thế nào cũng tới đây tiễn ngài đi. Được đại nhân đích thân đưa tiễn, mạc tướng vô cùng vinh hạnh. Hy vọng sau này mạc tướng có thể dốc hết sức mình giúp tể tướng đại nhân để trả ơn chiếu cố của ngài. Chủ tướng quân không cần hết sao hả? Chỉ cần chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, triều đình mới có thể yên ổn hả? Mạc tướng sẽ cố hết sức mình. Chủ tướng quân, bổn tướng có chuyện muốn nhờ ngài. Ngài phải để ý giúp ta tung tích của Phượng Tuần, không được để hắn ra khỏi biên cương. Đại nhân yên tâm đi, nếu như tìm được Phượng Tuần, mạc tướng chắc chắn sẽ bắt về quy án. Được, vậy thì
phiền Chu tướng quân rồi. Mạc tướng phải lên đường đây, đại nhân bảo trọng. Thượng lộ bình an. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đã kêu người nhỏ hết cây hương châu rồi. Hoàng thượng, trong lòng của nương nương có khúc mắc chưa giải được, người nên cho nương nương một chút thời gian đi. Có thể làm gì được cho nàng đây? Điện hạ, người đang ngắm gì vậy? Ta đang ngắm giang sơn rộng lớn tú lệ. Phụ hoàng ngày đêm mong mỏi giao giang sơn cho ta, nhưng lại bị người ta cướp mất. Điện hạ, điện hạ nhất thiết đừng có nhớ lại chuyện buồn nữa. Chu tướng quân, bây giờ ta đã là khâm phạm triều đình, sao ngài lại mạo hiểm cướp hình trường để cứu ta? Đây là chuyện tiên hoàng đã nhờ, mạc tướng ngày đêm không dám lãng quên. Phụ hoàng, không lẽ phụ hoàng đã nhìn thấu gia tâm của hoàng huynh từ trước? Không, tiên hoàng tuy không nói như vậy, nhưng mà lần trước sau khi điện hạ bị bắt cóc, tiên hoàng đã đem sứ mạng này giao phó cho mạc tướng. Chu tướng quân, bây giờ quần thần muốn phế thái tử, chuyện này khanh có ý kiến gì không? Hoàng thượng, thần nghĩ rằng điện hạ và Lương Dương Phi bị bắt cóc cùng một lúc là chuyện rất kỳ lạ. Quần thần không những không truy cứu chuyện này, mà còn một mực muốn phế truất thái tử, cũng là chuyện rất kỳ lạ. Trẫm quyết định trong buổi thọ yến tạm quản, tuyên đọc thánh chỉ truyền ngôi cho thái tử để dẹp yên sóng gió. Nhưng mà gần đây có nhiều chuyện bất lợi với thái tử, trẫm nghĩ rằng có ai đó muốn ngăn cản trẫm truyền ngôi cho thái tử. Vậy thì hoàng thượng nghĩ rằng người đó là ai? Trẫm không muốn suy đoán quá nhiều. Hoàng thượng, tuy rằng thái tử hiền lành tốt bụng, nhân hậu thương dân, nhưng nếu so với Lương Dương, suy nghĩ không được thấu đáo bằng. Hơn nữa Lương Dương văn công võ lược rất xuất chúng. Hoàng thượng, người có nghĩ tới chuyện truyền ngôi cho Lương Dương không? Lần nhì tuy rằng tài cán xuất chúng, nhưng mà tính tình rất cứng đầu cố chấp. Nếu như nó làm hoàng đế, gặp chuyện e là khó giải quyết vẹn toàn. Đối với dân với nước đều không phải là chuyện tốt. Chu tướng quân,
Nếu như sau này triều đình có biến, Khanh nhất định phải cố gắng giúp thái tử tận lực tìm đủ mọi cách dẹp yên sóng gió, giúp cho nó đăng cơ. Hoàng thượng biết cách trị quốc, chuyện hoàng thượng lo chắc chắn không xảy ra. Thế sự khó đoán. Chủ tướng quân, chuyện mà trẫm nhờ Khanh giúp vô cùng khó khăn, Khanh bằng lòng giúp trẫm không? Hoàng thượng yên tâm, Chu Long đã được hoàng thượng chiếu cố rất nhiều, bây giờ trả ơn hoàng thượng, tận trung với nước, thần nguyện dốc hết sức mình, không phụ hoàng mệnh. Nghe Khanh nói như vậy, trẫm yên tâm rồi. Chu tướng quân mời đứng lên. Phương Tuân đã đa đông nỗi này, tướng quân vẫn hoàn thành nhiệm vụ hoàng thượng giao. Phương Tuân đã tạ tướng quân. Điện hạ, điện hạ đừng làm như vậy. Mạc tướng chỉ làm tròn bổn phận, điện hạ không cần đa tạ mạc tướng. Nếu như triều đình có thêm mấy trung thần giống như Chu tướng quân đây, thì có lẽ chuyện ngày hôm nay đã không xảy ra. Mạc tướng hổ thẹn. Nhưng mà điện hạ, ngươi cũng đừng buồn quá. Lần này vào cung, lúc ở trên triều đường, thần đã nhìn thấy mấy vị đại thần trung thành với tiên hoàng thái tử. Vậy sao? Vậy thì phiền Chu tướng quân giữ liên lạc với mấy đại thần đó. Thần đã biết. Với lại thần phát hiện Đỗ Chí An và hoàng thượng hình như đã có mâu thuẫn với nhau. Nếu chúng ta khuấy động mâu thuẫn với bọn họ, bọn họ sẽ trở mặt thành thù, điện hạ sẽ có cơ hội để trả thù. Kế hoạch của bọn họ không có sai sót gì, chứng tỏ bọn họ rất thân thiết. Muốn bọn họ trở mặt nhau đâu có dễ dàng như vậy. Đừng lo, điện hạ, bây giờ hãy theo mạc tướng trở về Nam Đông Hoàng, ổn định cuộc sống, an bình bất động, âm thầm bồi dưỡng thực lực, thừa cơ hành động. Ta sẽ nghe theo Chu tướng quân. Được. Quy Vũ Đường. Đỗ Phủ. Ngạo thế lạc dân. Tiểu thư uống thuốc đi.
chậm thôi, coi chừng nóng. Ừ. Nương nương, quý phi nương nương kêu tiểu nhân đem bánh hỷ này tặng cho nương nương. Quý phi nương nương phô trương thật đó, bánh hỷ mà cũng kêu người đem tặng hoàng hậu nương nương. Để xuống đi. Hỗn sực! Hoàng thượng tha tội, là quý phi nương nương. Còn không mau ra ngoài, người đúng là bất tài vô dũng mà. Ra ngoài. Trương công công. Dạ. Từ hôm nay không được cho bất cứ ai quấy rầy làm phiền hoàng hậu nương nương. Dạ. Các ngươi ra ngoài đi. Tranh Nhi, xin lỗi nàng. Tại trầm suy nghĩ không thấu đáo. Hôm nay trầm sẽ đón Ti Vũ vào cung. Đây cũng là lời hứa của trầm với Đỗ gia, trầm nhất định phải thực hiện lời hứa. Tranh Nhi, chuyện của Ti Vũ trầm để cho nàng chịu thiệt thòi. Trầm có lỗi với nàng, trầm sai rồi. Chuyện của người và Ti Vũ không cần nói thiếp nghe. Trầm rất muốn nàng hãy hiểu cho trầm. Người nên hiểu cho người là Ti Vũ, không phải thiếp. Hoàng thượng, các cung nữ nghênh thân đang đứng trước cửa, xin hoàng thượng di giá. Nàng nghỉ ngơi cho khỏe đi, trầm sẽ tới thăm nàng. Lan Phượng Cung. Hoàng thượng giá đạo. Vẫn ngồi ra ngoài lệnh thưởng đi. Dạ. Tạ hoàng thượng. Hôm nay nàng mệt rồi, nàng ngủ sớm đi. Hoàng thượng, tối nay là đêm tân hôn của chúng ta, người nhất định đối với thiếp như vậy sao?
và Nguyệt Tranh. Ngay từ nhỏ đã thích người, trước nay chưa bao giờ thay đổi. Những gì Nguyệt Tranh đã làm cho người, thiếp cũng đã làm hết rồi. Bây giờ thiếp chỉ muốn làm thê tử của người. Chẳng lẽ chút tâm nguyện này người cũng không thể đáp ứng được hay sao? Phượng Lân, thiếp đã không còn được lui nữa rồi. Không được, ta không để Tranh Nhi ở lại một mình đâu. Lão gia, nói thế nào đi nữa, giờ Tranh Nhi cũng là hoàng hậu, chúng ta không thể tùy ý đưa nó xuất cung. Ta mặc kệ, nếu muốn đi, Tranh Nhi cũng phải đi với chúng ta. Cha, mẹ, giờ con đang mang thai, không tiện đi xa, hay là để con ở lại đây làm bạn với Tranh Nhi đi. Vậy không có được, giờ ta một mình trấn thủ Bắc Cương, ai ở lại đây ta cũng thấy không an tâm. Cha, mẹ, hoàng thượng đối với Nguyệt Tranh tình cảm sâu đậm, có lẽ sẽ không gây ra sóng gió gì nữa. Điều đáng lo lắng không phải là giữa Phượng Lân và Nguyệt Tranh thế nào, mà là người đứng đằng sau muốn đoạt hậu vị liên tục gây sự. Đó mới là bất lợi với Nguyệt Tranh. Bây giờ điều quan trọng nhất là tâm ý của Nguyệt Tranh. Nếu như nó ở lại trong cung tâm tàn ý lạnh, nếu như kẻ đó không buông tay, Tranh Nhi làm sao bước tiếp được chứ? Nương nương, nương nương, mới sáng sớm làm gì hô to gọi nhỏ vậy? Nương nương, người xem, phu nhân mới sáng sớm đã sai người đưa thuốc bổ tới đây, hy vọng nương nương có thể sớm mang long thai. Mẫu thân cũng gấp gáp quá rồi. Nương nương, liên quan đến tương lai của nương nương, sao phu nhân có thể không gấp được? Ta cũng hy vọng có thể sớm mộng thành hiện thực. Nương nương, nô tỳ đi sắc thuốc cho người uống. Hoàng thượng, nàng ấy vẫn không muốn nhận tấm lòng của trẫm. Hoàng thượng đối với nương nương thật sự thâm tình, rồi sẽ có một ngày nương nương chấp nhận thôi. Đi thôi. Nhạc phụ, nhạc mẫu, tiểu sư phụ, mọi người tới rồi. Hoàng thượng và quý phi tâm đầu ý hợp, khó chu toàn được cả hai. Khẩn xin hoàng thượng cho phép chúng thần đón con gái về nhà tịnh dưỡng. Cha, mẹ, con bằng lòng ở lại. Tranh Nhi à, tại sao con lại muốn ở lại? Cha, bây giờ con đã gả cho người, về tình về lý đều phải theo phu quân ở lại cung. Nói là vậy, nhưng cha mẹ sao nỡ để con một mình ở lại trong cung chứ? Mẹ, cha, thật ra
Con hy vọng mọi người có thể rời xa những tranh đấu nơi kinh thành này, cùng Nguyệt Khuyết đi tới Bắc Cương sống. Con sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Tranh Nhi à, hay là cha mẹ ở lại đây chăm sóc cho con? Cha, bây giờ đại tẩu con đang mang thai, tẩu ấy cần mọi người hơn. Hay là để muội ở lại đây tiếp tục chăm sóc Tranh Nhi? Vậy cũng được. Tranh Nhi, nhờ muội chăm sóc cho. Phu nhân à, nếu như Tranh Nhi đã quyết định rồi, chúng ta cứ thuận theo ý nó đi. Tử Kỳ à, hoàng thượng, năm nay trên núi tuyết đóng dày đặc, phải chú ý các dòng chảy ở sông có gì bất thường hay không, phải đề phòng trước khi đó xảy ra. Hoàng thượng cứ yên tâm, thần đã phái người tới đó quan sát, nếu dòng chảy có thay đổi, thần sẽ lập tức báo về kinh. Hoàng thượng, triều chính dĩ nhiên là quan trọng, nhưng mà phải giữ gìn long thể. Hoàng thượng nghỉ ngơi chút đi. Ừ. Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng vạn tuế. Miễn lễ. Là quý phi có chuyện gì không? Hoàng thượng, di thần xin phép cáo. Tử Kỳ, trẫm còn có chuyện quan trọng cần thương lượng với khanh, khanh chờ một chút đi. Thần thiếp lo hoàng thượng bận rộn việc triều chính mệt mỏi quá độ, nên đặc biệt làm đồ bổ đem tới đây cho hoàng thượng. Được, là quý phi có lòng, đợi trẫm xử lý triều chính xong rồi uống sao. Thần thiếp nghe nói hoàng hậu nương nương bằng lòng ở lại trong cung, từ giờ hoàng thượng cũng có thể yên tâm. Thần thiếp cảm thấy vui thay cho hoàng thượng. Là quý phi, trẫm còn có rất nhiều việc triều chính đang chờ xử lý, nếu không còn gì nữa nàng lui ra đi. Thần thiếp cáo lui. Tiểu thư, ngày mai lão gia và mọi người lên đường rồi, người thật sự muốn ở lại đây sao? Ta chỉ hy vọng cha mẹ đi đường bình an. Nương nương, tối nay hoàng thượng có tới đây không? Dù hôm nay hoàng thượng không tới, ngày mai ngày mốt ta cũng sẽ tìm đủ mọi cách để người tới đây. Tranh Nhi à, hôm nay ly biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Cha thật không yên tâm để con ở lại đây. Cha, cha không cần lo lắng, con không sao, con còn có tiểu sư phụ bên con mà. Lão gia, ông đừng nói nữa, đừng làm Tranh Nhi đau buồn nữa. Cha, mẹ, lên xe, tới giờ đi rồi. Tranh Nhi à,
con phải biết tự lo cho bản thân. Con biết rồi. Tiểu sư muội, Tranh Nhi xin nhờ muội chăm sóc. Xin sư tỷ yên tâm. Sư huynh, sư huynh. Giang Tâm, sao đệ lại tới đây? À, sư phụ phái đệ tới đây chuyển lời, nói người ở đồ Bạch Sơn, kêu đệ tới báo với mọi người để mọi người yên tâm. Thì ra không từ mà biệt, là trở về đồ Bạch Sơn. Không phải như vậy đâu, sư phụ vừa về tới đồ Bạch Sơn, trên người quả thật là bị thương rất nặng. Sư huynh bị thương rồi sao? Là bị thương như thế nào? Tình hình cụ thể sư phụ không chịu nói, nhưng mà bây giờ không còn gì đáng ngại nữa, nên kêu con tới nơi này nói với mọi người. Giang Tâm, hả? Ta có quan lệnh bên người, không thể tới đó thăm hỏi sư phụ, đệ phải chăm sóc tốt cho người nha. Dạ sư huynh. Giang Tâm, nếu đệ có chuyện gì cần ta giúp đỡ, cứ vào cung tìm ta. Ừ. Cha, mẹ, cũng không còn sớm nữa, chúng ta lên đường thôi. Tranh Nhi, mẹ phải đi rồi, con phải tự chăm sóc mình. Nếu có chuyện gì thì bàn bạc với tiểu sư phụ. Dạ. Ha. Tranh Nhi à, cha mẹ phải đi đây, con nhất định phải tự chăm sóc tốt cho mình ha. Cha và mẹ phải chú ý tới sức khỏe. Cẩn thận bật cửa. Tiểu thư, sắc mặt của người không tốt lắm, nghỉ ngơi một lát đi, muội đi rót ly nước cho người. Khai bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương ngất xỉu rồi. Cái gì? Tham kiến hoàng thượng. Trương công công, đã xảy ra chuyện gì? Nương nương thiên tuế. Hoàng thượng đi đâu mà gấp vậy? Hoàng hậu nương nương đã ngất xỉu rồi. Tiểu sư phụ, Tranh Nhi, Tranh Nhi làm sao vậy? Chúng ta ra ngoài rồi nói. Tiểu sư phụ, rốt cuộc Tranh Nhi bị làm sao vậy? Tình trạng của Tranh Nhi rất là nghiêm trọng. Trước đó nó bị thương chưa khỏi, thân thể vốn dĩ đã rất yếu, mấy ngày nay nó lại buồn bực không vui, khiến cho khí huyết bị ứ động, trì trệ không thông. Lại thêm hôm nay đi tiễn biệt bị nhiễm phong hàn, cho nên nếu còn tiếp tục kéo dài, sức khỏe của Tranh Nhi không lạc quan lắm.
Đỗ Phụ. Cần Nhã Thư Lan. Lão gia, nghe nói hoàng hậu nương nương bị bệnh rồi. Đúng vậy, bà quan tâm tới cô ta làm gì? Ta đâu có quan tâm cô ta. Ta hận không thể trù cô ta bệnh chết cho rồi, để cô ta khỏi cản trở Ti Vũ nhà ta. Kẻ chết không chỉ có mình cô ta, Nguyên gia không thể chừa lại người nào. Phòng nghị sự. Để đồ đạc xuống cho cẩn thận nha. Nè, để hai bên. Được rồi, để đó là được rồi. Giết. Hắc Mộ Đường, ngươi trên đường vào kinh, nguy hiểm khắp nơi. À, vất vả rồi. Đa tạ tướng quân quan tâm. Nhưng theo tôi thấy, lần này tôn hoàng hậu muốn đưa Dương gia vào chỗ chết. Vậy thì dọc trên đường đi, Nguyệt Khuyết có từng nghi ngờ gì Dương gia hay không? Không có. Hắn không những không nghi ngờ Dương gia, thậm chí còn bảo vệ Dương gia nữa. Tốt. Vậy ngươi cứ tiếp tục ở lại nguyên phủ giám sát chúng. Nếu như có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức báo cho ta biết. Dạ, tuân lệnh. Tốt, đi đi. Tướng quân thứ tội, tôi bây giờ đang mang thai con của Nguyệt Khuyết. Nhưng mà tướng quân yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm cơ hội bỏ nó đi. À. Còn đứa bé này ngươi phải giữ lại. Sao ngài lại muốn Hắc Mổ Đơn giữ đứa bé lại? Có đứa bé này, cô ta càng có được sự tin tưởng của Nguyên gia. Tướng quân, lúc đầu vì muốn tôi được Nguyên gia tin tưởng mà ngay cả con tôi cũng muốn lợi dụng. Tuy tôi luôn ghi nhớ ơn của ông, nhưng mà tôi cũng không thể mất hết lương tâm giết chết con mình. Nếu như ông đã có ý này thì lúc đầu ông đừng nên cho tôi để lại đứa bé này. Dạ, Lan Quý Phi. Lan Quý Phi. Bây giờ trong lòng ta chỉ có nàng ấy. Ta không còn yêu Mùi nữa rồi. Ta biết là Mùi yêu ta, cho nên mới hy vọng Mùi hạnh phúc. Ta hy vọng Mùi có thể tìm được một người hết lòng yêu Mùi, cho Mùi được sống hạnh phúc cả đời. Ta không thể cho được. Mùi có hiểu không?
Hoàng thượng, Nguyên Nguyệt Tranh của người còn chống đỡ được bao lâu? Chỉ cần cô ta chết, người vẫn phải trở về bên cạnh thần thiếp. Đáng ghét. Hắc Mẫu Đơn dám chống lệnh của ta, lại để cho cả nhà Nguyên Nguyệt Khuyết an toàn tới trạm dịch. Đại nhân, Hắc Mẫu Đơn không còn đáng tin nữa. Cô ta mang thai con của Nguyên Nguyệt Khuyết, e là sẽ không nỡ ra tay đâu. Sát thủ như vậy giữ lại sẽ là cái quà. Đáng tiếc cho Hắc Mẫu Đơn. Đám sát thủ này ngay cả hoàng thượng cũng không biết, cho nên chúng ta phải mau chóng thủ tiêu cô ta, tránh cho cô ta làm lộ tin tức. Điều Phong. Dạ. Sự việc lần này giao cho người xử lý. Dạ. Trinh Nhi, Trinh Nhi, hôm nay có thấy đỡ hơn chút nào chưa? Thuốc nàng uống là do ta đích thân nấu đó, nàng uống đi. Thiếp đã uống thạch dông cố, không cần uống thuốc nữa. Trinh Nhi, đừng có nói những lời buồn bã có được không? Nào, uống hết chén thuốc này đi, bệnh gì cũng sẽ hết ngay. Uống đi. Đi. Thiếp mệt rồi. Trinh Nhi, cho dù nàng muốn dạy dò ta, cũng nên trị khỏi bệnh rồi mới dạy dò ta đi. Thiếp thật sự mệt rồi. Hoàng thượng mau về đi. Ta sẽ đợi, ta sẽ tiếp tục đợi, ta sẽ đợi cho tới ngày nàng chịu chấp nhận lại ta. Mẹ nghe Hạnh Nhi nói tối hôm qua con đã dầm mưa, mẹ cố tình nấu canh gừng cho con. Con mau uống chút đi, để đẩy khí lạnh ra khỏi cơ thể. Đa tạ mẫu thân. Nghe nói sau ngày đại hôn, hoàng thượng không có tới chỗ của con nữa, có phải là thật không? Con còn thờ ơ như vậy, không cảm thấy mình thiệt thòi sao? Chỉ cần nhìn bộ dạng của hoàng thượng và Nguyên Nguyệt Tranh đó, con không thấy thiệt thòi gì hết. Dù sao bây giờ người đau khổ đâu phải chỉ có mình con. Tính ra thì con còn nên cảm ơn Nguyên Nguyệt Tranh. Cô ta thay con dày dò hoàng thượng.
Ti Vũ à, nếu như con và hoàng thượng đã thành thân rồi thì đừng nên so đo với hoàng thượng nữa. Như vậy con cũng đâu có vui vẻ gì. Trừ khi hoàng thượng hội tâm chuyển ý, nếu không con sẽ không vui. Hoàng thượng cũng đừng hòng vui. Sao Gia Lâm lại biết võ công? Nè, con nói đi, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Ê trời ơi, hai người nói gì đi chứ? Thiếu gia ơi, thiếu phu nhân để lại phong thư cho người. Gửi Nguyệt Khuyết. Xin lỗi Nguyệt Khuyết, chuyện tới nước này cuối cùng thiếp có thể nói ra chân tướng với chàng rồi. Tuy rằng đau khổ, nhưng đối với thiếp cũng là một sự giải thoát. Thiếp và Tiểu Ngải là cô nhi được Đỗ Chí An nhận nuôi. Bề ngoài bọn thiếp là vũ cơ, nhưng thực ra là sát thủ của ông ta. Bọn thiếp mỗi người một việc, ngay cả hoàng thượng cũng không biết sự tồn tại của bọn thiếp. Duyên phận đẩy đưa cho thiếp vinh hạnh được gả cho chàng. Thật sự cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Đây là những ngày tháng hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời thiếp. Thiếp vốn vẫn ảo tưởng có thể mãi mãi được sống như vậy, nhưng chuyện đời không như ý muốn. Sau khi nhận được lệnh tiêu diệt Nguyên gia của Đỗ Chí An, thiếp thật sự không thể ra tay. Nguyệt Khuyết, thiếp biết mình có mà được tha thứ, cũng không còn mặt mũi nhìn cha mẹ chàng. Chỉ mong mọi người mau chóng tới được Nội Đông Quan, tránh khỏi truy sát.
thiếp cũng cầu xin Phật tổ phù hộ mọi người để chuộc tội cho mình. Gia Lâm bái biệt tại đây. Nếu đã có dũng khí phản bội Đỗ Chí An thì nên có dũng khí đối diện ta và cha mẹ. Bây giờ nàng đang có thai mà bỏ đi như vậy, kêu ta làm sao mà yên tâm cho được. Đủ chí à, ngươi thật là quá đáng. Hoàng thượng, trong thư Nguyệt Khuyết nói gì vậy? Đủ chí à lại dám truy sát cả nhà của Nguyệt Khuyết, lá gan của hắn cũng to lắm. Cái kẻ Tiểu Ngải cũng là sát thủ của hắn. Là hắn, là Đủ chí An đã hại trẫm, và Thanh Nhi phải mất đi đứa con. Hoàng thượng, trẫm phải tính sổ với hắn, trẫm nhất định không tha cho hắn. Xin hoàng thượng bớt giận. Tránh ra. Hoàng thượng, tể tướng đại nhân cầu kiến. Truy. Hoàng thượng, xin người hãy nhẫn nhịn để giữ được giang sơn của tiên hoàng. Tạm thời người phải nhẫn nhịn. Thần khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tể tướng đại nhân, bây giờ trẫm mới biết được Tiểu Ngải là người của Khanh. Có phải Khanh nên giải thích cho trẫm nghe không? Bẩm hoàng thượng, Tiểu Ngải đúng là người của lão thần. Trước đây hoàng thượng từng hứa với Tiệp Vũ không cùng Nguyệt Tranh thành phu thê thật sự. Hoàng thượng có làm được không? Có phải hoàng thượng cũng nên giải thích rõ với Tiệp Vũ hay không? Phải, đúng là trẫm đã phụ Ti Vũ, nhưng mà đứa trẻ đó vô tội. Sao các ngươi có thể nhẫn tâm như vậy? Có gì là không thể? Xin hoàng thượng đừng quên, đúng ra thì người sinh con cho hoàng thượng trước là Tiệp Vũ mới phải. Được, vậy trẫm hỏi Khanh. Nguyệt Khuyết thân là đại thần triều đình, Khanh lại tự ý phái người truy sát cả nhà họ, Khanh đáng tội gì? Vậy hoàng thượng cho rằng thần đây đáng tội gì? Khanh! Hoàng thượng xin người hãy nhẫn nhịn để giữ được giang sơn của tiên hoàng. Tạm thời người phải nhẫn nhịn. Tể tướng đại nhân, trẫm hy vọng Khanh cũng đừng quên, thành công của chúng ta đều nhờ sự hy sinh của Nguyệt Tranh. Điều là do Nguyệt Tranh ban cho. Nguyệt Tranh vì tác thành cho trẫm, tha rằng hy sinh tính mạng của mình. Trẫm hy vọng Khanh có thể nhìn vào điểm này,
Từ nay về sau đừng làm khó nàng và người thân của nàng nữa. Nếu như tể tướng tiếp tục làm theo ý của mình, trẫm chắc chắn sẽ không nhịn nữa đâu. Thần đã hiểu. Thần cáo lui. Lạc Gia Lâm không giết người, khó giải nỗi hận trong lòng ta. Tiểu thư, hôm nay thời tiết rất đẹp, người có muốn ra ngoài hoa viên đi dạo không? Gần đây Vệ Hạo có tìm muội hay không? Dạ có, hễ huynh ấy rảnh là tới tìm muội. Hoàng thượng giá đao. Hoàng thượng, ngươi lui ra trước đi. Dạ. Tham kiến hoàng thượng. Trinh Nhi, trước đây nàng thường nói những ngày tháng nàng ở bên ta rất vui vẻ. Tới bây giờ ta mới hiểu ra những đau khổ ta mang tới cho nàng lớn hơn niềm vui rất nhiều. Nhưng chuyện trước đây thiếp quên hết rồi. Cho dù nàng đã quên hết thì mỗi một chuyện nàng làm cho ta, ta đều nhớ rất kỹ. Cho ta thêm một cơ hội nữa đi. Một lần cuối cùng để ta đem tới cho nàng chỉ toàn ký ức vui vẻ và hạnh phúc. Tham kiến hoàng thượng. Nàng tới đây làm gì? Hoàng hậu nương nương thân thể bất an, thần thiếp đặc biệt nấu ít thuốc bổ đem tới thăm hoàng hậu nương nương. Đa tạ cô Ti Vũ. Không được. Như vậy hoàng thượng yên tâm rồi chứ? Hoàng thượng cần gì phải tổn thương cô ấy? Sao người lúc nào cũng làm tổn thương những nữ nhân yêu người vậy?